đường bố mẹ la mắng, khổ thân em mày da trắng, cho nên ở nhà làm bạn với điều hòa. Nóng như thế này thì em định đi đâu hả? Em muốn đi xa, em muốn đi đến tới nơi đâu vì vụ em cùng gió. I wanna feel, I wanna move my body when we on the floor.